Chào quý khách hàng, hôm nay kênh YouTube Kata Global xin giới thiệu một sản phẩm đồng hồ giảm áp hay còn gọi là van giảm áp của hãng Messer. Hãng Messer của Đức. Đồng hồ này được sản xuất theo tiêu chuẩn của Messer, sản xuất tại Trung Quốc và được nhập khẩu Việt Nam bởi Messer Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm hôm nay là cho khí hydro. Đây là sản phẩm của dành cho khí hydro và chúng tôi sẽ mở hộp để khách hàng xem. Đây là cũng là một tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Khí hydro là khí dễ cháy, do vậy mà chiếc đai ốc để kết nối cho đường hạ áp cũng được xẻ một đường ở giữa để phân biệt. Thường là sử dụng gen trái còn gọi là left hand thread. Và đặc thù của các dòng khí cháy thường là sử dụng đồng hồ với núm màu đỏ, thân đồng hồ bằng đồng rất là nặng. Đồng hồ này có thể nặng tới hàng kg và thang chia là áp vào tối đa là 315 và áp ra là 16, cũng giống như các đồng hồ phổ thông khác. Và chúng tôi cũng khuyến cáo là với sản phẩm khí cháy, khách hàng nên đầu tư một chiếc van chống cháy ngược. Khí hydro là một khí rất dễ cháy. Hiện nay thì khí hydro này ít còn được sử dụng trong ngành bơm bong bóng bay. Mà khí này dùng trong công việc khác. Chứ nếu bơm bóng rất là nguy hiểm, và chúng tôi khuyến cáo là khách hàng nên sử dụng chiếc van chống cháy ngược vào đầu ra của chiếc đồng hồ này để đảm bảo an toàn. Và mọi thắc mắc hoặc tư vấn hoặc là lắp đặt sử dụng, khách hàng có thể liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0902 336 426 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn quý khách hàng.